Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Chúc tất cả anh em một ngày mới rất là vui vẻ này và tràn đầy sức khỏe nhá. Thì sự kiện Tết chúng ta cũng sắp tới rồi và nói chung là trong sự kiện Tết chúng ta có rất là nhiều phần quà cực kỳ ngon luôn anh em nhá. Đó, và phần quà là gì thì sớm nữa mình sẽ đưa tới anh em luôn và mình review chi tiết từng phần quà một nhá. Đây, ở đây thì mình cũng có nhận cái phần quà gọi là phần quà trước để review cho anh em xem. Đây là những cái phần quà full quà trong sự kiện Tết năm nay của chúng ta nhá. Đầu tiên thì chúng ta có một cái lựu băng tâm này. Đây anh em thấy không? Lựu băng tâm nhá. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có đao băng tâm. Đao này thì có hiệu ứng luôn, cầm được ngoài sảnh chơi luôn các bạn nhá. Ui, nhìn đẹp chưa? Chất lượng chưa? Quá là đẹp luôn. Tiếp theo thì chúng ta có ván lướt băng tâm này. Ván này thì cũng đẹp không thua gì những cái ván lướt kia rồi, rất là đẹp luôn. Nhìn chất như thế này mà không hốt thì còn hốt cái gì nữa đúng không bạn? Đây thì chúng ta có gói thần bo nữ hiệp nhá. Gói này rất là đẹp. Ui, gói này mà free trang phục của nữ thì hơi buồn. Nếu mà của nam thì nó mình thấy cảm giác nó ngon hơn, vui hơn. Nhưng mà thôi không sao, chúng ta được một bộ trang phục đẹp như thế này cũng quá là chất lượng rồi. Trang phục vải đàng hoàng các bạn nhá, trang phục vải đấy. Ok, nhìn quá là đẹp luôn. Tiếp theo thì chúng ta có skin trợ thủ quốc go này. Quốc go dân gì đây? Quốc go dân quậy này. Đó, tiếp theo là chúng ta có xe thính băng tâm nhá. Khi mà chúng ta đi thì có những cái hiệu ứng tuyết nó bay ra đằng sau, rất là đẹp luôn các bạn. Nhìn rất là đẹp, rất là chất luôn. Ok, và tiếp theo thì chúng ta có đó chính là gói thợ săn 34 của nam đây nhá. Gói này là thợ săn 34 của nam này. Tiếp theo này, và gói thợ săn 34 của nữ luôn các bạn nhá. Đó, đây là full quà trong sự kiện là sự kiện Tết sắp tới của chúng ta. Và đó, mình review full quà cho tất cả bạn nhá. Thì sự kiện sắp tới thì nó sẽ như thế nào mình cũng sẽ đưa tới cho tất cả bạn luôn. Ok chưa? Và đầu tiên thì ngày hôm nay chúng ta có gì đây? Thôm sơn gì đây ta? Chúng ta có vòng quay hai skin súng liền, vòng quay bay màu nhá. Thôm sơn gì đây nhỉ? Để mình xem nào. Nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Ui, thôm sơn thần ma nhá. Chúng ta tăng một sát thương, hai độ chính xác. Ok, mình sẽ quay luôn vòng này cho tất cả bạn chúng ta xem nhá. Hôm nay hộp gì đây nhỉ? Mình loại mấy cái phần quà chúng ta không cần thiết đấy. Ok, chúng ta quay luôn nhá. Chính kim cương này, mở luôn này. Bên đây thì chúng ta sẽ có thêm MAG biển cả nữa. Rồi, 99 kim cương này. Để xem chúng ta mất khoảng bao nhiêu kim cương nhá. Lên 199 rồi này các bạn. 199 tiếp này. 299 này là chúng ta chắc chắn chúng ta trúng một cái skin súng rồi. Ok, chúng ta trúng MAG biển cả này. Theo mình thấy như thế này cũng được. Nhưng mà cái vé cuối thì chúng ta hơi đắt, lên tới 799 kim cương liền, khá là chát. Khá là chát đến với cái vòng quay cuối. Ui, hiệu ứng lúc nó hiện lên nhìn đẹp thế nhở. Đẹp thật luôn ấy. Ok, thì đó là gọi là cái sự kiện mới mình cũng quay luôn. Chúng ta mất khoảng 1.8 kim cương, đúng không các bạn nhỉ? Khoảng nói chung là cũng khoảng gần 2k kim cương ấy, tầm đấy. Thì các bạn sẽ nhận được full quà nhá. Ok, đây sự kiện Tết thì chúng ta cũng đã cập nhật rồi đây các bạn. Tết Free Fire này. Đây, Tết Free Fire quẩy rất là nhiều quà. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có ba lô nghệ sĩ nhá. Ba lô nghệ sĩ và MP40 thần bài miễn phí khi các bạn chúng ta nuôi là gì đây? Chúng ta tham gia sự kiện nuôi heo đầu năm vào ngày 1 tháng 2 đến ngày 6 tháng 2. Nghĩa là chúng ta sẽ bắt đầu khoảng 10 ngày nữa các bạn nhé. Khoảng 10 ngày nữa chúng ta mới bắt đầu sự kiện này. Tiếp theo đến sự kiện đăng nhập tích lũy này. Thì chỉ cần đăng nhập thôi thì chúng ta sẽ nhận được cái skin đao băng tâm kèm theo cái mảnh lập phương. Ok, đó, đó là cái sự kiện chúng ta nhá. Tiếp theo nào, tiếp theo để mình xem cái sang cái sự kiện chim cánh cụt. Người chơi sẽ được chia vào một bảng gồm 50 người chơi. Người chơi có nhiệm vụ đặt top 5 hạ gục hàng ngày sẽ nhận ngay skin cánh cụt dân quẩy bình viện. Đó, cái này thì chúng ta có sự kiện đua top hạ gục bên này. Đây các bạn thấy này, hiện tại thì chúng ta sẽ nằm trong một cái top và top 50 người thì chúng ta cứ hàng ngày chúng ta đạt top hạ gục thôi thì sẽ được các bạn nhá. Và bên đây thì có sự kiện tạo avatar này, mình còn chưa tạo cơ. Tạo xong khi mà các bạn tạo xong chia sẻ thì sẽ nhận được mảnh lập phương nhá. Rồi, tiếp theo đến trang phục thần bo này. Tham gia đấu cúp đấu sĩ chọi thủ bằng cách sử dụng các chiến binh trợ thủ này của mình để thu thập huy hiệu quy đổi trang phục thần bo bệnh viện. Cái này thì phải khi sự kiện bắt đầu thì chúng ta mới biết chơi được các bạn nhá. Ok, hòn xác này, quà chơi với bạn thì cái này chơi cùng bạn thì sẽ nhận được hòn xác thôi.
Đó, tiếp theo thì chúng ta có xe thính băng tâm. Xe thính băng tâm thì sẽ bắt đầu từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 1. Chơi chế độ mới để nhận ngay skin đó. Xe thính băng tâm nhá. Đó, tiếp theo thì chúng ta có hộp ma thuật này. Thu thập 100 mảnh lập phương, sử dụng hộp ma thuật để đổi trang phục độc quyền trong sự kiện Tết các bạn nhá. Ui, ngon thế nhở. Đó, ok. Thì đây là full cái sự kiện Tết dành cho tất cả bạn nhá. Theo mình thấy là sự kiện như thế này thì nó cũng khá là ngon rồi. Đây thì mình sẽ trang trí là trang trí cái đồ này luôn các bạn nhá. Trang trí cái bộ đồ này nhá. Đây mặc áo này đi. Tóc thì sẽ xem như thế nào nào. Tóc như thế này cũng hợp lý các bạn nhỉ. Đây không, tóc như thế này. À tóc như thế này đi. Như thế này hợp lý hơn. Rồi ok, thêm quả kính này. Kính này đi cho nó chất. Đây ok, như thế này đi. Ơ, nó không mở cái tai thỏ lên kìa. Rồi, như thế này ok đấy. Rồi, mình thấy là có vẻ là như thế này thì khá là ok rồi. Thì khi mà chúng ta chia sẻ này, bạn sử dụng trình duyệt của máy để sử dụng chức năng tải và chia sẻ ảnh. Ơ, trình duyệt của máy thì có nghĩa là chúng ta nhấn vào cái nút mũi tên ra ngoài thì chúng ta chia sẻ được đúng không nhỉ? Có vẻ là như thế. Đây đúng rồi. Đây chúng ta sẽ chia sẻ được này. Ra chỗ tạo hình bên đây. Ơ, nó lại bắt lại từ đầu rồi. Nó lại bắt lại từ đầu rồi các bạn. Bực thế nhở. Rồi, thử xem như thế nào nào. Đây các bạn nhấn vào phần chia sẻ này. Ơ, sao mình không chia sẻ được nhở. Ô, vi diệu rồi đấy. Ok, nhấn vào xe thì nó cứ nhấp nháy đoạn này. Mình cũng chưa hiểu tại sao nữa kia. Ok, thôi kệ đi. Mười cái mảnh lập phương thì mình cũng không quan trọng cho lắm. Hiện tại thì hộp ma thuật thì mình cũng đang còn tới hai hộp ma thuật kia. Không biết là sắp tới thì có bộ gì hot để chúng ta đổi hay không. Rồi thì clip của mình chắc có lẽ cũng kết thúc tại đây thôi. Và bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo hay hơn, mỗi hơn nhá. Bye bye.